qua đây chi? Em thiếu nợ người ta, giờ không dám về nhà. Anh cho em tá túc ở đây một đêm. Anh đã khuyên chú tránh xa cái trò đỏ đen ấy ra. Để giờ ra cơ sự này, được rồi, cứ nghỉ ở đây. Thôi không, để anh xuống kiếm gì cho cậu ăn. Bé A đâu anh? Cháu ngủ rồi. Anh đang cố tiết kiệm, sắp tới cho cháu đi thay giác mạc. Nếu để lâu, con bé sẽ mù mất. Tiền đây rồi. Mất hết tiền rồi, con gái. Ba xin lỗi. Ui ngài, cứu em với anh ơi. Mày là anh đó à? Con gái tao đã không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa. Đừng bao giờ gọi tao là anh.